tặng thêm không hay không? Ăn mềm thôi gì? Chị em hai tờ giấy này nó đóng lốt tay. Ba tờ này khoảng gần túi bóng, khoảng gần túi bóng. Thì nó mềm. Cho em cá luôn. Đầy đủ nhá, đầy đủ. Đầy đủ em ạ. Đầy đủ. Đó, chị làm luôn đi, chị làm. Thì ý cái cầm này sao chị làm? Thì giống nhau hết. Ok, chị làm để em quay thôi. Nhưng mà chị lấy cái này ra rồi chị làm. Ok. Em ăn cái này đưa sao. Chị làm hai bếp luôn. Em cầm à? Của em à? Của em á. Giống như kiểu làm pizza. Này có cá đặc biệt không vậy? Hả? Có cá đặc biệt không? Không em, nói chỉ như vậy thôi, đặc biệt thì cho thêm nhân vậy thôi chứ còn. Ví dụ đặc biệt thì thêm hai trứng. Thay vì mình đập một trái thì vậy, thì vậy em bỏ lại em làm cái cho em cá đặc biệt. Hả? Làm cho em cá đặc biệt. Ờ vậy đây không chị? Em. Dạ. Chị hai cái, chị hai cái hả? Ờ chị hai cái dạ. Thì cứ làm cho người ta đi. Rồi, em làm cho người ta trước nha. À, làm cho bên chị trước lên đi. Cứ làm như anh ta trước không? Không sao đó. Đặc biệt thế đó thì thường chỉ lấy cái đó. Hai mươi nghìn quả. Dạ. Có kéo cát không em? Để có. Chị cát nhỏ đó hả? Cát nhỏ rồi chị. Về. Cái đó này tốt lắm. Thank you.
Thì nhóm này chắc là nhóm đi giống như kiểu là phóng viên rồi. Nhóm đi phá. Được giao nhiệm vụ đi phá. Đi phá hả? Phá tốt thì được chứ sao đâu. Phá một cái tròn lên hình là được. Đúng không chị? Các em luôn 40 ngàn nha. Đặc biệt. Cái này được chưa? Chưa chị, đợi em chứ. Sắp được rồi. Cắt luôn không chị? Có ăn không? Nó nhiều quá. Thấy. Biết có người mất ăn từ đó rồi. Mặn đó, chị đảm bảo mặn đó. Trời, dân biển rồi trời, sợ. Ok chưa? Rồi. Rắc rắc rắc. Chị sợ chừng nào mà thấy tương không? Cái này, cái này. Bắp nữa luôn. Cái này này. Thấy tương to quá kìa vậy. Ngập luôn. Ngập luôn. Chị lắm. Bao nhiêu lâu ta không bắp nhau? Hay là giờ chờ nó chín hả? Chờ nó chín. Chín thì chín rồi, để nhận rồi để giòn thôi đó. Ngon rồi đó. Bắp chín chứ. Mấy cái này nó chín sẵn hết rồi, xuống thích rồi khỏi chín. Nó cứng luôn rồi. Ok. Cái này cắt 1 hay cắt 2? Chắc bình thường. Không, cái đó chắc. Đẩy luôn xe, đẩy luôn xe. Người muốn gấp cầm ăn quay nghệ mà nó ngon nhưng nó đổ nhân này. Đúng không? Không gấp được, cắt cầm tư thôi. Chứ gấp lại là nó đổ nhân hay. Dạ được. Cứ cứ làm theo sao cũng được. Không, chị nghĩ vậy đó, chị nghĩ cắt cầm thì ăn ngon chứ còn không có đủ nhân á. Ừ. Mà sợ nó dày quá cuốn không được nè. Đúng rồi. Cái này bẻ làm đôi lại. Để chị làm cho, chị xử cho. Vậy cuốn vô mỏ được không? Dẫn người xem cháy bánh không chị? Kinh nghiệm, kinh nghiệm. Mình cho xe lầy nó dằn ở giữa. Một cái gì hả? Nhìn hấp dẫn quá em ạ. Pizza nó giống như pizza. Cái mô hình nó giống pizza chứ vậy. Để em cào bắp ra đều. Đúng rồi, xưa đi làm theo hồi cũng sống có lúc ứng dụng. Wow. Xét nét luôn này. Coi quay xét nét luôn được. Bốc hơi luôn. Bốc hơi lên len luôn. Cái len là che rồi. Không sao đâu, nó tự ấy mà. Cắt đôi nha. Cắt được hết á. Được hết á. Cái gì? Quá dễ. Bánh to như một cái. Dài nhất lịch sử. Lịch sử bán hàng. Lịch sử bán hàng. Đó, chị phải làm như vậy. Tay nó gọi kêu oh my god. Rồi. Ngon lắm. Rồi. Bún để chung mỗi người một miếng nhá. Còn lại vấn đề, hôm nay vấn đề.
cơm miếng bắp này, thấy quá. Con hỏi cái chảo nóng kìa. Gì? Bọn này trẻ gì? Ừ. Thằng già nhất 38 rồi. Ghê. 28 chưa có mà 38. Nó 38 á. 38. Con phút. Thằng già nhất ai mà 38? À. 28 thì chưa có. Oh shit. 28. Oh shit. Ôi, đấy nào, 38 là nó thích đó. Mình mặc ra nó biết mình thấy không? Đi đâu vậy? Ra quán trường xe vậy hả? Vậy tí ra. Tí đâu cũng ra quán trường mà. Đang mua bánh nè, mua bánh. Mặt Noel chắc mặt. Đi lá mẹ cái này đi. Cầm máy. Mình không những người cầm máy. Ít nhất này.